Không bình yên á là do như thế này. Cái này thầy có một bài giảng về cái điều này rất rõ. Thế nào là bình an? Bình an là trọn vẹn với thời vị tính đang là, gọi là bình an. Nhưng mà bởi vì á, mình bị quá khứ chi phối, bị tương lai chi phối, bị công việc chi phối, bị người khác chi phối, bị cái gì chi phối đó thì không thể bình an được. Tức là mình có dính mắc vào một cái gì đó. Bây giờ nếu mình ngồi không vậy á, mà mình buông ra mình ngồi không cái mà không mà là yên á, chứng tỏ là mình không có dính mắc chuyện gì hết. Nhưng mà nếu mình ngồi mà buông ra một cái á, thì nó sẽ dính mắc chuyện này, dính mắc chuyện kia gì đó. Có thể dính mắc đó là dính mắc cụ thể, có thể dính mắc đó là dính mắc của cái tập khí để lưu trữ ở bên trong, trong 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 vô thức đó. Cho nên bây giờ nó cứ dồn, nó cứ gọi là xung động á, tức là nó cứ dấy lên dấy lên, làm cho mình thấy bất an, tức là vẫn còn vấn đề gì đó mà chưa ổn định, cho nên nó mới có bất an. Còn nếu một người mà buông ra là hoàn toàn yên, là người đó là bởi vì người đó đã rõ biết hết mọi chuyện rồi. Cho nên á, cái an á là nó liên hệ mật thiết đến chuyện rõ biết. Nếu mình chưa rõ biết cái gì đó thì vẫn chưa chưa thể an được. Đại khái là như vậy. Cho nên là cái mà cái thời vị tính đó, tức là tròn cho tròn vẹn với thực tại đang là, tức là khi mình mà buông xuống đó, thì mình chỉ còn tròn vẹn với thực tại đang là thôi. Thực tại đang là lúc đó có thể là đang thở, đang mệt, đang gì đó, nhưng mà khi mình tròn vẹn với thực tại đang là thì lúc đó vẫn là bình an. Ví dụ như thầy hay nói là thầy đi dạng, có nhiều khi đi dạng xa, đi về tối mà là mệt, ngồi trên xe rất là mệt. Nhưng mà chỉ cần là buông buông ra, cảm nhận trọn vẹn cái mệt đó thì tự nhiên nó an liền. Đó. Mà nó cái lạ đó là nó không phải nó an cái tâm không thôi, mà cả cái thân nó cũng an luôn. À, ví dụ như thầy kể cái chuyện là thầy đi qua Pháp rồi đi theo mấy Phật tử rồi leo núi đó. Leo núi rồi tối rồi mà phải xuống xuống núi, phải đi theo cái sườn núi mà xuống, chứ không phải đi theo đường, đặng đi xuống cho nhanh đó. Thì ai cũng mệt hết trơn á. Nhưng mà về tới nhà rồi á là thầy chỉ cần buông xả ra một cái là nó là cả thân á, thân mệt lúc đó là mệt thân thôi. Nhưng mà cả cái thân nó cũng khỏe lại liền. Trong khi đó những người Phật tử khác hỏi ra thì nhiều khi tới ngày mai vẫn còn mệt. Đó. Cho nên là cái đó là phải có cái gì đó mà mình vẫn còn bị chi phối, cho nên mới bất an. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, con thưa thầy ạ, con muốn xin hỏi về hành bổ thị cùng dương. Theo con thấy rằng đây thực hành cái hành bổ thị cùng dương đối với bản thân ấy, thì trước hết là để mình xả ly cái tâm ích kỷ, cái tâm dính mắc về sở hữu. Dạ. Thế mà đối với Phật tử mà tài gia như chúng con ấy, thì con cũng có cái băn khoăn là không biết là mình thực hành cái bổ thị cùng dương như thế nào thì để mang lại được nhiều cái ích lợi cho mình và cho cả người khác. Và thứ hai nữa là mình thực hành cái bổ thị cùng dương như thế nào thì được coi là đúng pháp ạ. Dạ. Thì con xin thầy giảng giải cho con. Cái bổ thí cúng dường, cái mục đích của bổ thí cúng dường hay là bổ thí ba la mật á, cái mục đích là có hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất á là bổ thí để xả ly. Để xả ly tức là mình bớt dính mắc, bởi vì nhiều khi á
Ví dụ như mình có một số tiền hay là mình có cái gì đó, là mình muốn cho ai cả, mình muốn giữ lại cho mình, thì cái tâm mà muốn giữ lại cho mình mà không muốn cho ai ấy, gọi là tâm sang. Còn mình muốn lấy thêm á, mình cứ muốn lấy thêm á thì gọi là tham. Rồi lấy vô rồi là giữ lại cho không cho ai hết trơn ấy, gọi là sang. À, thì đối trị với cái sang tham đó, đó là bố thí. Bố thí là để mà đối trị cái sang tham đó. À, thì đối trị với sang tham tức là xả ly. Tức là mình có thể là cho ai, giúp đỡ ai cái gì đó cũng được, không sao. À, thì cái đó là cái yếu tố thứ nhất, đó là xả ly. Còn yếu tố thứ hai á, là để bớt cái vì kỵ mà phát triển cái tâm vị tha, tức là để giúp đỡ người khác. Ví dụ như khi thấy người khác khó khăn thì mình một mặt là mình xả ly, một mặt là mình giúp cho cái người đó, thì cái giúp người đó là phát triển cái tâm vị tha. Còn mình cho ra đó thì đó là tâm buông xả. À, thành ra chỉ cần đó là khi mình làm việc bố thí với tâm buông xả và vị tha đó, tức là giúp đỡ người khác, vì giúp đỡ người khác, thì có khi hai cái đó nó giúp đỡ lẫn nhau. Vì giúp đỡ người khác cho nên mình mới xả ly được. Đó. Mình có xả ly được mình mới giúp đỡ người khác được, nên hai việc này á nó tương tác với nhau để mà nó phát huy cái bố thí cúng dường đó một cách đúng đắn. Đó. Đại khái là vậy thôi. Dạ. Con thưa thầy, con xin phép được hỏi thầy một điều, đấy là vừa nãy thầy có chia sẻ là khi mà thầy đi leo núi xong thì thầy có dành khoảng thời gian để buông xả, hoặc là khi mà sau khi đi giảng xong ạ, thì thầy có dành thời gian buông xả, và cái việc đấy giúp cho thân tâm nó được tức là được bình thường trở lại, phục hồi dạ, được phục hồi ạ. Thì cái điều mà con muốn hỏi đấy là, tức là cái sự buông xả thì thầy vẫn dạy là, theo con hiểu là ở trong mọi hoạt động, kể cả khi mình làm thì mình cũng buông xả, thì con muốn hỏi là có cái sự khác biệt như thế nào trong cái sự buông xả khi mà mọi lúc đấy và cái lúc mà mình chủ động buông xả sau khi mà mình làm một cái gì đấy xong ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Tất nhiên là cái buông xả, nhưng mà bởi vì trong khi mình làm á, thì có những cái việc làm mà nó đòi hỏi phải phải hết sức là chú ý, hay là phải cố gắng thì mới làm được. Đó. Ví dụ bây giờ mình đi bình thường vậy thì không sao. Giả sử như mình leo một cái núi mà nguy hiểm thì lúc đó là nó toát mồ hôi á, chứng tỏ là mình phải sử dụng một cái lực rất là nhiều. Cho nên á, vì nó sử dụng một cái lực mà cả tay chân mà lẫn cả cái đầu óc, mình đầu tư vào đó khá nhiều, cho nên á, nó tiêu hao năng lực. Nó sẽ tiêu hao năng lực. Cho nên á, nếu mà mình biết buông xả trở lại á, thì nó sẽ phục hồi cái năng lực đó lại. À, cho nên cái buông xả hay là cái niệm sự chết đó, là cũng là một cách buông xả đó. Hay là mình nghỉ ngơi đó, thì buông xả là một cái cách mà hoàn toàn trả lại cho cái trạng thái mà bình thường. Đó. Thì tức là mình buông ra thì theo cái luật là điềm đạm hư vô chân khí tùng chí đó, tức là khi mà mình buông xả ra hoàn toàn á, thì cái năng lực mà mình đã tiêu hao nó sẽ phục hồi trở lại. Đó. Còn theo cái nguyên lý mà của y học Tây phương á, thì cũng vậy. Tại sao mà lúc mà mình ngủ á,
ban đêm lúc mình ngủ thì những cái mà tái tạo trong con người mình là lúc ban đêm mình ngủ là nó làm tốt nhất. Đó. Hay là một cái người mà bị tai biến chẳng hạn, mà để cho họ yên hoàn toàn, đừng có tác động gì vào họ, để cho họ yên, họ ngủ, thì trong trong cái lúc mà yên đó đó, nó mới là tự động phục hồi. Đó. Cái nguyên tắc tự động phục hồi đó trong y học đó, Tây phương cũng như Đông phương đó, thì cái mà tự động phục hồi là mình phải trả lại cái trạng thái bình thường để cho nó tự phục hồi. Đó. Cho nên đó là cái theo mà thầy thường trải nghiệm là thầy thấy khi mà mệt hay là khi cái gì đó thì chỉ cần buông xả ra một cái thì nó phục hồi lại rất là nhanh. Về cả thể xác lẫn tinh thần là phục hồi rất là nhanh. Cho nên mọi người nên tập cái thư giãn buông xả. Thư giãn buông xả cũng là một cách giống như kiểu mình nói niềm sự chết. Thật ra niềm sự chết là thư giãn buông xả thôi. Tức là mình hoàn toàn trả cho thân tâm về ở trạng thái không động. Đại khái là vậy. À, kính thưa thầy, nhận biết về hiện tại, từ đó nhận ra hậu quả của những việc mình định làm, sắp làm, mình sẽ lựa chọn làm gì không hại mình hại người. Nhưng cái tham đắm từ tiềm thức nó vẫn khởi lên và có xung động thúc đẩy mình làm theo những điều mà mình gọi là có xu hướng làm hại mình hại người. Vậy cách giải quyết vấn đề là như thế nào ạ? Con xin thầy chỉ dạy. Nói chung là mình phải rõ biết mình. Rõ biết như Đức Phật dạy đó, tức là rõ biết thân, thọ, tâm, pháp như thế nào. Thì khi mà mình rõ biết thì mình mới phân biệt được là cái nào hại mình hại người, cái nào không hại mình hại người, đâu có sao. Thì lúc đó cũng tùy căn cơ của mọi người mà chuyển hóa. Tức là nếu cái đồ mà sáng suốt, định tịnh, chánh niệm, tịnh giác đủ cao, đủ mạnh, thì lúc đó thì càng thấy rõ. Còn nếu như mà nó chưa đủ thì nó vẫn là bị cái tham sân si, hay là bị cái tâm mà hại mình hại người nó lấn lướt vậy thôi. Do đó mình bây giờ mình đang thế nào thì mình phải chánh niệm tỉnh giác để thấy rõ được là cái thân tâm mình đang thế nào. Đơn giản là vậy thôi. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là con có biết một vị cư sĩ tại gia nhận mình đã giác ngộ thành một vị A-la-hán, nhưng trong cuộc sống con thấy vị đó vẫn ham hưởng dục lạc, làm đẹp cho cơ thể, vẫn có cuộc sống tình duyên lứa đôi và ghen tuông như những người thường. Vị đó chia sẻ là cứ hưởng thụ và làm cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ là không bám vào đó thôi. Quan trọng là thái độ buông bỏ của tâm và thoát khỏi tâm trí ràng buộc. Vậy điều đó có đúng hay không ạ? Con xin sư ông chỉ dạy ạ. Mình đang thế nào á thì mình thấy như vậy thôi. Chứ không có cho mình là đắc cái này, đắc cái kia gì cả, bởi vì không có cái gì để đắc. Mình chỉ thấy mình đang là thôi, chẳng có gì để đắc hết. Thành ra mình cho rằng là mình đắc A-la-hán hay là mình đắc cái này cái kia thì là không đúng. Còn cái vị đó làm thế nào á, thì cái đó tùy vị đó. Vị đó học, để học bài học như thế nào, làm như thế nào thì cái đó tùy mọi người. Cái đó không ai bắt buộc ai. Đó. Không ai bắt buộc ai hết. Không có một cái mẫu nào để cho mọi người phải theo hết. Mà chính yếu đó là mỗi người phải tự soi sáng mình để biết thôi. Và thật ra đó, cái từ chứng ngộ đó, cái từ chứng ngộ đó có nghĩa là thấy ra thôi.
chứng ngộ có nghĩa là thấy ra. Chữ chứng ở đây tức là giống như mình nói là làm chứng đó. Làm chứng là sao? Tức là tôi có thấy. Chứ không phải là hệ mình thấy người ta giết là mình làm chứng, tức là mình đắc được cái giết đó. Không phải vậy. Mình không có đắc được cái giết gì cả. Mình chỉ thấy người ta giết người thôi. Thì gọi là mình làm chứng. Thì cái giác ngộ cũng vậy. Thí dụ cho giác ngộ Niết Bàn này nữa thì mình cũng chỉ làm chứng là có Niết Bàn như vậy thôi. Chứ mình không có đắc Niết Bàn gì cả. Không có cái gì để mình đắc hết. Mình chỉ thấy ra thôi. Tức là lúc đầu lúc trong mình nó có đủ thứ hết đó. Sinh tử luân hồi Niết Bàn gì có đủ thứ cả. Nhưng mà lúc đầu thì mình thấy toàn là sinh tử luân hồi thôi. Nhưng mà sau đó thấy ra được Niết Bàn nữa. Nhưng mà cũng thấy thôi. Chứ không phải là thấy Niết Bàn là mình đắc được Niết Bàn. Cho nên khi mà mình, người nào mà tự cho mình là đắc cái này đắc cái kia là người đó đã sai rồi. Không có gì để đắc hết. Và chính cái người mà đã thấy rằng là không có gì để đắc hết đó. À, tâm hoàn toàn là rộng lặng trong sáng, không có gì để đắc hết đó. Thì đó mới là A-la-hán. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, thưa sư ông, khi tu tập nên nói những lời chánh ngữ. Tuy nhiên, đôi lúc trong cuộc sống, mình nói những lời đùa với tâm tốt và mục đích tốt thì có nên không ạ? À? Liệu nói đùa như vậy có phạm giới không ạ? À? Nói chung là nói cái gì? Nói cái gì mà hại mình hại người á thì cái đó là nói dối, cái đó là phạm giới. Không biết nói kiểu gì. Nói kiểu gì mà hại mình hại người là đều là phạm giới hết. Ví dụ như mình thấy một cái người họ phạm giới. Mình mới chỉ trích cái phạm giới đó là thế này thế kia, tức là mình nói rất là đúng. Nhưng mà đó là phạm giới đó. Đó là nói đúng kiểu phạm giới đó. Là vì cái nói đúng đó là hại mình hại người. Đó. Nói với tâm sân, nói với cái tâm ngã mạn. Thì đó là phạm giới. Đó. Tức là mình á, cái giới là để mà mình biết được cái giới như thế nào là trong sạch, thế nào không trong sạch á, là dựa vào cái gì tạm thời lại gọi là cái tiêu chuẩn hay là cái gì đó không biết, là hại mình hại người hay không hại mình hại người. Nói gì mà không hại mình hại người là được. Còn nói bất kỳ cái gì, dù là nói đúng nói gì đi nữa, nhưng mà hại mình hại người là không được. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, trong đạo Phật có hai quan điểm. Một là ngã không có thật nhưng pháp có thật. Hai là ngã không có thật mà pháp cũng không có thật. Vậy hiểu như thế nào là đúng ạ? Không phải vậy. Không phải là ngã không có thật mà pháp không có thật. Mà là không chấp ngã, không chấp pháp. Chứ đừng có hiểu là nói ngã không có thật, pháp không có thật là sai. Bởi vì khi bạn ngã nó đầy dậy ở nơi mà mình nói không có ngã sao được. Một người mà đầy cái bạn ngã mà nói không có ngã. Cho nên không chấp ngã, không chấp pháp thì mới đúng. Chấp pháp là gì? Ví dụ bây giờ mình đắc được thiền định rồi mình chấp vào thiền định, đó là chấp pháp. Đó. Mình cho rằng là mình đắc quả này, đắc quả kia, đó là chấp pháp. Đó. Hay là mình tu theo cái phương pháp này rồi thôi, là chỉ có phương pháp này là đúng. Còn phương pháp của vị thiền sư khác là sai. Cái đó là chấp pháp. Đó. Chứ còn pháp là pháp mà chấp thì không chấp gì. Pháp là pháp thôi chứ. Chứ đâu có chấp thì không chấp. Còn cái chấp là người chứ không thể nói là không có pháp được. Sao nói không có pháp? Không có pháp là cái gì đấy? Thế nên khi nói là ngã không, pháp không á, là cái người bây giờ rộng, hoàn toàn rộng lặng, trong sáng, không chấp vào pháp gì,
cũng không còn chấp ngã nữa. Thì cái đó gọi là ngã không pháp không, chứ không phải là ngã không pháp không là không có gì hết. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa sư ông, ông bà của con hiện đã già yếu, nằm một chỗ và bị mất nhận thức, có khi hoảng loạn, sống không biết Phật Pháp. Vậy có cách nào giúp cho họ về tinh thần không ạ? Thì nếu mà thật ra thì cái từ mà không biết Phật Pháp á, nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là không biết giáo lý đạo Phật, tức là không hề có kinh điển, không hề biết gì về, không đi chùa, không biết gì hết trơn. Đó là một nghĩa. Còn nghĩa thứ hai á, cái chữ Phật Pháp á, có nghĩa là sống đúng tốt trong đời, chứ không phải Phật Pháp là kinh điển. Phật Pháp á, ví dụ bây giờ cái người đó họ không biết gì hết kinh điển hết trơn á, nhưng mà họ là sống rất là đúng tốt. Họ nhận thức cho đến hành vi đều đúng tốt, thì người đó gọi là biết Phật Pháp. Đó. Thí dụ như một người đó họ theo một cái tôn giáo khác hoặc là không theo tôn giáo, nhưng mà họ sống rất là đúng tốt, thì người đó là biết Phật Pháp. Chẳng phải biết kinh điển mới gọi là biết Phật Pháp đâu. Học thuộc kinh điển vẫn chưa phải là biết Phật Pháp. Biết Phật Pháp là biết sống đúng tốt mới gọi là biết Phật Pháp. Vậy thì bây giờ đừng có biểu cha mẹ mình phải theo đạo Phật hay là theo đạo nào, mà cha mẹ mình sống đúng tốt là được. Đó. Cho nhiều khi có người ta sống đúng tốt và người ta không thích theo cái tôn giáo nào cả, thì thật ra những người đó trình độ là cao đó. Trình độ những người đó là trình độ cao đó, bởi vì họ không lệ thuộc vào một cái tư tưởng nào, cái quan niệm nào, mà họ chỉ sống đúng tốt thôi. Đó. Mà sống đúng tốt tức là bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì gọi là đạo Phật. Chứ còn thực ra là còn bây giờ là nó trở thành tôn giáo, trở thành tín ngưỡng, nó khác. Bây giờ không phải là theo tôn giáo hay tín ngưỡng, mà là theo cái đúng tốt. Thì như vậy nó mới đúng là bát chánh đạo. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa thầy, bạn của con tu ở một tu viện, nói rằng thầy của anh ta nói tất cả thiền sinh phải cố gắng thoát khỏi luân hồi sinh tử bằng cách ngồi thiền và phải thấy được ít nhất 2 đến 3 kiếp gần nhất của mình. Vậy đó có phải là thiền tuệ hay không ạ? Có những vị trong kinh Phàm Võng á, Đức Phật Ngài nói rằng là có những vị họ thấy được cả 200.000 kiếp. Mà vì thấy 200.000 kiếp cho nên mới là sinh ra cái tà kiến, cho rằng là thế này, cho rằng là thế kia. Ví dụ như là cho rằng là vì thấy là từ 200.000 kiếp đến bây giờ mình vẫn là mình, cho nên là chủ trương là thường kiến chẳng hạn. Đó. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà biết kiếp trước hay không biết kiếp trước không quan trọng, mà biết hiện tại này, biết hiện tại thân thọ tâm pháp đang thế nào đó mới là người giác ngộ. Mà biết thân thọ tâm pháp thì là nói xin lỗi, ngồi trong nhà cầu cũng thấy thân thọ tâm pháp, ngồi đâu cũng thấy thân thọ tâm pháp, bởi vì không có chỗ nào mình tránh được thân thọ tâm pháp cả, chỉ có mình không thấy thôi. Không phải là cái ngồi xếp bàn lại rồi mới là thấy. Cho nên quan niệm đó là thì ai muốn quan niệm sao rồi quan niệm, rồi ai muốn theo cứ theo vậy thôi. Cái đó tự do tín ngưỡng mà. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, việc tu học theo thời khóa nhất định hoặc tùy theo nhân duyên thì nên chọn hướng nào ạ? Có bắt buộc theo mãi một thời khóa hay tùy hoàn cảnh để tự do tu học và trải nghiệm ạ?
Cái đó thì cũng vẫn tùy theo căn cơ của mỗi người. Có người thì cần phải học, bởi vì nếu không học thì không biết gì hết. Cho nên phải học. Nhưng mà cái học nào á, mà tốt nhất á, là học với người giác ngộ. Cái đó là tốt nhất. Thí dụ như những người mà gặp Đức Phật, vì những người đó gặp Đức Phật cho nên Đức Phật Ngài nói một câu là họ giác ngộ liền. À, trong khi đó bây giờ mình đọc hết cả Tam Tạng, rồi đọc luôn cả luận giải, đủ chú giải đủ thứ, vẫn không có giác ngộ gì hết. Cho nên á, muốn giác ngộ thì phải gặp bậc giác ngộ. Chứ còn cái đó mới là thật là học á. Cũng ví dụ như giờ mình muốn học may thì phải là tới cái ông thợ may. Ông mới dạy may cách nào mình coi thì mới được rồi. Chứ không thể nào mà mình cứ dựa trên sách vợ mà làm được. Cho nên cái học á, là nó cũng tùy theo. Có người thì phải học qua kinh điển. Có người thì khi đã họ đã thấy được cái cốt lõi của kinh điển rồi á, thì bây giờ họ học ngay trong đời sống. Họ học ngay nơi thân thọ tâm pháp của chính mình. Chứ không phải, không cần học ở đâu khác. Thành ra cái học này là vô tầng. Mỗi người mỗi khác, không có một nhất định nào cả cho ai cả. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. À, dạ thưa thầy, có đoạn kinh này các tỳ kheo thế nào là cội gốc của đau khổ? À, chính là khát ái này hướng đến tái sinh, cầu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. À, thưa thầy, theo đoạn kinh này có phải chỉ có sự chấm dứt tái sinh thì mới hoàn toàn dứt khổ không ạ? Cái này là một lần nữa là nói đến sự nhầm lẫn giữa tái sinh với luân hồi sinh tử. Tái sinh là một chuyện hoàn toàn khác, còn luân hồi sinh tử là một chuyện hoàn toàn khác. Hai cái đó có thể là một, có thể là một, một lúc nào đó có thể nó trở thành một, nhưng mà nó thật ra là nó hoàn toàn khác. Cái mà trong đời sống hàng ngày của mình á, thì luân hồi sinh tử không biết bao nhiêu lần. Cái đó là luân hồi sinh tử. Thí dụ như mình gây sự với một người nào đó, cho nên mình nổi sân lên. À, chẳng hạn như vậy là sinh đó nè. Rồi khi cái chuyện đó có ai tới hòa giải xong rồi thôi, mỗi người về nhà là diệt đó nè. Nhưng mà về nhà rồi nhớ lại là luân hồi nè. Đó, thành ra cái luân hồi tái sinh đó là nó có nghĩa như vậy. Mà trong một ngày đó là mình luân hồi tái sinh theo kiểu đó đó. Sinh tử luân hồi theo kiểu đó đó là không biết bao nhiêu lần. Đó. Thì chấm dứt cái luân hồi sinh tử là chung dốc cái luân hồi sinh tử đó. Còn cái chuyện tái sinh đó, thì là một chuyện khác. Bây giờ một em học lớp 1 rồi muốn chấm dứt học hành là sai lầm. Học lớp 1 rồi phải học lớp 2, học lớp 2 rồi phải học lớp 3. Trong cái luân hồi, trong cái tái sinh cũng vậy. Kiếp này chưa có giác ngộ thì phải học tiếp. Cho nên phải tái sinh. Cho nên tái sinh lại là chuyện rất cần thiết. Đó. Nếu như bây giờ kiếp này mà mình vẫn còn tham sân si, thì xin trời đất, xin tam bảo, xin thượng đế, xin ai đó không biết cho tôi tái sinh nữa. Đó, ngàn lần cho tôi tái sinh để tôi học cho ra cái bài học chấm dứt được tham sân si này này. Chứ làm sao lại đi chấm dứt tái sinh là sao? Học làm toán chưa xong, lớp 1 làm toán chưa xong mà không muốn tái sinh là vô lớp 2. Muốn chấm dứt tái sinh là gọi là lầm biếng học. Đức Phật mà Ngài không trải qua là A Tăng kỳ kiếp, bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp thì làm sao Ngài giác ngộ? Vậy thì tái sinh là rất cần thiết. Nhưng mà luân hồi sinh tử thì mình có thể được, nếu mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đúng mức thì chấm dứt luân hồi sinh tử. Đại khái là vậy. Tức là ví dụ như có cái chuyện gì đó mà tâm mình lại
rất vất, rất bình thản. Xong rồi qua chuyện đó tâm mình cũng vất rất bình thản, chứ không có sinh tử luân hồi gì hết. Trong ngày mình có thể là chấm dứt sinh tử luân hồi. Đó. Cho nên hai chuyện đó nó khác nhau, mà cứ nhầm lẫn hoài. Ai cũng nguyện là trong kiếp này làm sao cho hết, không còn tái sinh. Thầy thì nguyện tái sinh hoài. Nếu mà mình, nếu mình giác ngộ, nếu mình chưa giác ngộ thì tái sinh để giác ngộ. Còn mình giác ngộ rồi thì tái sinh để giúp người khác. Chẳng việc gì mà chấm dứt tái sinh. Nhưng mà chấm dứt luân hồi sinh tử thì phải chấm dứt luân hồi sinh tử. Hai chuyện nó khác nhau. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, con được nghe một chia sẻ là sống trong hiện tại là một pháp đối trị với việc chạy theo vọng tưởng, chứ không nên chấp vào việc phải sống trong hiện tại. Điều đó có đúng không ạ? Đúng, chính xác. Không phải là sống trong hiện tại mà là thấy rõ hiện tại, rõ biết hiện tại. Mà hiện tại thì nó không bao giờ dừng lại, cho nên là rõ biết hiện tại thì là luôn luôn là rõ biết một cái sự thay đổi, chứ không có một cái chỗ nào mà mình có thể gọi là an trú trong hiện tại được. Thì Đức Phật ngài nói rất rõ, tức là không đắm chìm trong quá khứ, không đắm chìm trong hiện tại, không đắm chìm trong tương lai. Chứ không phải là nghe nói là sống trong tại đây và bây giờ trong hiện tại là mình chấp vào hiện tại là sai á. Đó. Có những cái cần tới quá khứ, có những cái cần tới tương lai, chứ không phải là chỉ biết hiện tại thôi. Đó. Những cái người mà họ làm tầm bậy đó, họ làm tầm bậy đó là bởi vì sao? Là vì họ không nghĩ đến tương lai. Cứ giết người đó, nỗi tức lên là giết người rồi. Tức là họ không biết tới tương lai. Chứ nếu mà họ biết tương lai mà giết người như vậy là bỏ vợ con nheo nhóc, rồi mình phải đi ở tù. Có khi là mình bị tử hình nữa. Ít ra họ cũng phải biết tương lai chứ, đâu phải là... Nhưng mà không đắm chìm trong tương lai, không đắm chìm trong quá khứ. Chứ quá khứ làm sao mình, bây giờ mình để cái chìa khóa đâu, không biết nhớ để ở đâu. Bây giờ chỉ biết hiện tại thôi, chứ còn hồi nãy khóa chìa khóa rồi, giờ về không biết cái chìa khóa để ở đâu, giờ sao được. Tức là mình phải biết quá khứ chứ, sao không biết quá khứ. Nhưng mà không đắm chìm trong quá khứ, không đắm chìm trong tương lai, và không đắm chìm cả trong hiện tại. Cho nên cái mà nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là chị thấy ra cái đang là vậy thôi, chứ không phải đắm chìm. Đang là thì đâu có, mình nói hiện tại là nhiều khi mình nói mình hơi cố định, cho nói cái đang là thì đang là tức là hiện tại, nhưng mà nói thầy thường hay dùng cái nói là cái đang là, chứ không có nói hiện tại, quá khứ, vị lai đó. Nhưng mà chị có pháp hiện tại thì có nghĩa là chị có cái đang là vậy thôi. Có sự mâu thuẫn nào giữa thu thúc lục căn với việc chỉ thuần quan sát khi các căn tiếp xúc với cảnh à? Con xin thầy khai thị à. Thì hai cái này đâu có mâu thuẫn. Thu thúc lục căn chính là rõ biết mình, rõ biết mình trong lúc mắt tiếp xúc sắc, tai nghe âm thanh, vân vân. Thì đó chính là thu thúc lục căn. Cho thu thúc lục căn là sao? Thu thúc lục căn không có nghĩa là không nghe, không thấy, không biết, mà là thu thúc lục căn là khi nghe, khi thấy, khi biết là mình hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác, hay là thầy gọi là tròn vẹn rõ biết. Đó mới là thu thúc lục căn, chứ đâu phải hai cái đó mâu thuẫn được.
Tiếp. Dạ kính bạch sư ông, có phải tánh biết là tuệ phân biệt danh sắc không ạ? Tánh biết là tánh biết chính là đạo đế. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Còn tuệ này tuệ kia thì nó còn nằm trong đạo đế thôi. Dạ bạch thầy, lúc mà ngài Hậu Tông gần mất đó thầy, ngài con nghe sư Bố Đức nói là ngài rờ trong cái ngực ngài á, thì sư Bố Đức tưởng là ngài bị con kiến hay con này con kia bò, thì sư Bố Đức mới hỏi ngài á, là ngài tìm cái gì, ngài nói ngài tìm cái hơi thở, thì vậy là lúc đó là ngài đã mất hơi thở rồi mà sao ngài còn nói được? Tại vì ngài nó nói là ngài đi tìm hơi thở, ngài trả lời với sư Bố Đức vậy, thì cái hơi thở nếu vậy là đã mất rồi mà sao ngài đi tìm? Cái mất hơi thở nó chưa phải là chết. Có nhiều người, người ta có những người họ bên Ấn Độ giáo đó, họ nhập định thì tứ thiền á, nếu mà người ta nhập tứ thiền á, thì nó không còn thở. Là bởi vì á, lúc đó cái thân tâm nó hoàn toàn bạo hòa, cho nên nó không cần thở nữa. Vì vậy cho nên á, là người ta mới là để vô trong một cái, để trong cái hòm hay cái gì đó, người ta đóng lại. Sau một thời gian người ta mới mở ra. Rồi người ta mới làm hô hấp nhân tạo thì cái người đó vẫn thở lại. Cho nên không có hơi thở hay là không thấy hơi thở thì không có nghĩa là chết. Dạ, cho con hỏi thêm hai câu nữa. Khi mà mình muốn đốn một cái cây á, khoảng trên 30 năm tuổi, có phải xin phép chư thiên hay chư thần hay là các vị phi nhân ở trên cái cây đó không, hay là mình tự đốn không cần phải xin phép? Cái đốn thì cũng phải xin phép mà báo cho chúng, phải xin phép. Thí dụ ở trong chùa mình có những cái cây mà có thọ thần ở trong á, tức là có cái chúng sanh phi nhân á, họ ở trên cái cây đó, mình gọi là thọ thần. Cho nên á, mình phải báo để cho họ đi chỗ khác. Mình phải báo là để cho đi chỗ khác, cũng giống như bây giờ nhà nước làm đường thì phải báo cho cái dân là phải di chuyển đi chỗ khác để mở đường chẳng hạn như vậy. Thì bên này cũng vậy, là mình chỉ báo cho họ biết thôi. Nhưng mà có những cái báo là phải, có nhiều khi phải thành khẩn để mà cầu xin, nhất là những cái người mà họ vô trong rừng á, họ vô trong rừng mà họ đốn những cái cây mà to lớn á, thì là ở trên đó là có những cái thọ thần mà họ ở rất là lâu rồi á, cho nên tự nhiên mà lên mà đốn như vậy không được, cho nên họ phải thắp hương rồi họ cúng bái rồi họ mới xin để mà đốn cái cây đó. Đại khái là vậy. Thì thật ra đó là một cái cách để báo cho các cái vị ở đó họ đi qua ở chỗ khác. Cũng có những trường hợp á, là xin cũng được, bởi vì cái người xin nó không thành khẩn hoặc là sao đó, hay là cái vị thọ thần đó là không muốn đi khỏi cái chỗ đó, cho nên cũng có những trường hợp là khi đốn cây á, là cái người đó bị gặp tai nạn. Cho con hỏi câu cuối. Con niệm sự chết mà con tập niệm con, lúc mà con tự ngưng thở sao con chịu không nổi rồi? Không phải không phải chết là ngưng thở. Cái chết này là mình giống như về mặt cái tâm tượng thôi, tức là mình buông ra, mình coi như mình chết. Mình coi như mình ghét, tức là giống như một cái gì,
giống như mình giả sử là mình chết thôi. Đó. Mình giả sử mình chết á, để xem thử là mình có bị dính mắc cái gì không. Cái mục đích là vậy á. Ví dụ như bây giờ mình nói là chàm, nếu mà mình ngồi đây mà mình chết nữa thì kiểm tra lại coi thử mình có dính mắc gì không. Đó. Nếu mà mình còn dính mắc á thì lo mà gỡ cái dính mắc đó đi, chứ còn không á là mình chết là sẽ không yên. Cho nên là lâu lâu mình phải tập chết, tức là giống như mình giả sử là mình chết đi thì nhìn lại coi thử. Có nhiều lần ví dụ thầy đi giảng ở châu Âu hay ở Mỹ đó, thì thỉnh thoảng thầy có đặt câu hỏi cho mình, giả sử mình chết ở đây thì mình có gì luyến tiếc không, thì thầy thấy là không có gì luyến tiếc cả, tức là mình có thể chết ở đâu được, không cần thiết. Tại vì á mà thầy đi giảng đó, nhiều khi thầy đi giảng đó ở nhà giao phó cho các sư các cô, là thầy gần như không có lo chuyện gì ở chùa nữa hết đó. À, cho nên khi mà thầy đi á là thầy thử lại xem thử tâm mình là nếu mà chết ở đó thì có sao hay không, hay là đang ngồi trên máy bay á, mình thử là nếu mà máy bay nó rớt mình chết thì sẽ làm sao. Niềm sự chết là vậy thôi. Đó. Còn á cái yoga mà cái thế savasana đó, người ta nằm duỗi dài ra thì tưởng tượng như mình là cái xác chết vậy thôi, cũng là cái mục đích đó. Thì khi mà nhưng mà cái mà tưởng tượng mình như xác chết á thì nó có một cái hiệu ứng khác, là những cái người mà bị stress đó, bị trầm cảm rồi này kia đó, thì nếu mà họ nằm mà họ chết được á, họ tập chết mà họ cảm thấy là mình buông được hết á, thì họ sẽ nhẹ ra rất nhiều. Đó. Tức là cái lúc đó thật ra nói chết cho thực ra chính là buông xả hết. Thì cái mục đích cũng vậy thôi, mục đích chết là để cho mình đừng, nhất là những người mà có quá nhiều cái dự tính về tương lai. À. Nhưng mà bản thân thầy á là cũng có rất nhiều dự tính về tương lai, chẳng hạn như là đi xin lại cái chùa này, sẽ xây dựng lại cái chùa này, xây dựng lại cái chùa kia mà đã mất của các ngài. Thì có rất nhiều chương trình về tương lai. Nhưng mà thầy quan sát lại mình á, thì thầy vẫn thấy là mình chết lúc nào cũng được hết. Tức là cái chuyện đó mình có lòng làm như vậy thôi. Chứ còn làm được hay không làm được là hoàn toàn không quan trọng. Làm được thì tốt, mà không làm được thôi chứ. Cái đó nhân duyên, mình hết lòng là được. Đó. Cho nên người ta nói là tầng nhân lực tri thiên mệnh là vậy. Tức là mình cứ làm hết lòng thôi, còn cái chuyện được cái mất cái gì đó là chuyện nó chuyện vận hành của pháp, và mình không có lo. Nên khi mà mình nói chung là mình chữ hiệu đạo ở đây không phải là hiệu giáo lý, hiệu đạo tức là mình thấy ra được cái đạo lý trong đời sống á, thì tự nhiên mình buông xả dễ dàng, đơn giản là vậy thôi. Nên lâu lâu niềm sự chết là vậy đó, giống như kiểu mà thầy đi qua châu Âu rồi ở trong một cái chỗ đó là tự nhiên mình nói quả được, nếu như bây giờ mình chết ở đây thì sao, mình có gì luyến tiếc không, thì thấy mình chẳng có cái gì luyến tiếc hết, bởi vì thấy thầy vẫn thấy rằng là tất cả mọi sự thật ra không phải là do mình, tất cả mọi sự đều là do sự vận hành của pháp hết, mình chỉ là một cái mắt xích nhỏ ở trong đó thôi, chẳng phải mình là cái người mà quyết định hết được mọi chuyện. Nếu mà mình cứ tưởng rằng là mình sẽ là quyết định được mọi chuyện thì cái bản ngã của mình nó sẽ là làm cho mình khổ thôi. Còn mình cứ làm hết lòng, còn được hay không, hay như thế nào đó thì còn tùy nhân duyên. Và tất cả cho dù mình làm đi nữa thì cũng chỉ là làm để học bài học giác ngộ thôi. Còn được mất hương thua thành bại vui khổ là không quan trọng.